Trang trí bàn thờ ngày Tết thì là tục lại đẹp của mỗi gia đình Việt khi Tết đến xuân về. Cách sắp xếp bàn thờ gia tiên thì không thể làm tùy ý theo thờ thích mà nên bài trí hợp phong thủy để mang lại may mắn cho cả năm mới. Những điều cần kiêng kỵ khi bày bàn thờ ngày Tết là gì? Thì đồ gỗ Tùng 8 xin mời các bác là cùng tìm hiểu nhé. Cách sắp xếp bàn thờ gia tiên ngày cuối năm thì cần chú ý những điều sau đây. Trước khi lau dọn bàn thờ ngày Tết thì còn gọi là bao sái thì người trực tiếp bày bàn thờ ngày Tết thì cần tắm gội sạch sẽ và chỉ nên lau sạch đèn nến, đồ thờ. Tối kỳ động chạm dịch chuyển bát hương vì theo quan niệm thần linh gia tiên khó an vị để phù hộ con cháu. Nước bao sái bàn thờ, tức nước lau dọn bàn thờ ngày Tết thì là nước à, gồm 5 thứ thảo dược như là quế, hồi hương, đinh hương, gỗ vang, bạch đàn hoặc rượu gừng nhằm mục đích để tẩy uế, làm sạch đồ trang trí bàn thờ ngày Tết đun sôi những thảo dược đó để ấm rồi dùng nước đó để lau rửa đồ thờ cúng. Cách sắp xếp bàn thờ gia tiên ai cũng có thể làm được, chỉ cần cẩn thận tỉ mỉ, tránh đổ vỡ đồ thờ, vật phẩm ảnh gia tiên mang lại niềm không tốt cho gia đình. Theo quan niệm xưa cho rằng thì khoảng 2 đến 3 tháng thì hãy bao sái bàn thờ một lần, không nên lau dọn thường xuyên vì động chạm nhiều thì tâm linh cũng không tốt. Còn khi thắp hương thì chỉ nên lau bụi bẩn hay là mạng nhện cho sạch sẽ. Đối với bát hương thì bạn phải bao sái sạch sẽ, rút sạch chân hương để bát hương quang quẻ, không lưng chừng, bỏ ngỏ che mắt thờ linh. Gia tiên thì mới phù hộ được cho con cháu. Sau giai đoạn sắp xếp bàn thờ gia tiên thì đến công đoạn đặt lại đồ trang trí bàn thờ tết lên. Trước khi bài trí bàn thờ thì nên đốt 4 tờ tiền vàng hơ phía 4 trên, trên dưới trái phải của bàn thờ. Tiếp theo thì người bao sái cần thắp 3 nén hương lên bát hương và vái vài lần nữa. Sau đó thì đốt thêm 7 tờ tiền vàng nữa để làm sạch các vị trí đã đặt bài vị. Cuối cùng là cắm 12 quay hương theo thứ tự hướng thời gian từ 1 đến 12 giờ. Cách bài trí bàn thờ thì khi chuyển bàn thờ tới vị trí khác trong nhà hoặc khi lập bàn thờ mới cho ngôi nhà của mình. Dù là vị trí nào thì cũng đều phải tuân thử và sắp xếp theo thứ tự vị trí đặt như sau. Một, khám thờ thì thường được làm bằng gỗ và trang trí hoa văn cầu kỳ. Cách sắp xếp bàn thờ ra tiên thì cần để khám thờ ở phía trong cùng, ở giữa sách vát tường đối với những gia đình có truyền thống gia phả lâu đời thì khám thờ là một phần hết sức quan trọng. Hai, ngai thờ hay còn gọi là ỷ thờ thì có thể thay thế cho khám thờ bởi khám thờ chỉ dành cho những gia đình có gia phả lớn, còn ngai thờ nhỏ gọn thì chỉ cần đặt bài vị tượng trưng cho tổ tiên. Ba, ảnh thờ thì là hình ảnh của người mất trong gia đình theo hướng trong nhìn ra thì hình của người đàn ông sẽ đặt phía trái, người phụ nữ phía phải. 4. Đèn thái cực thì cách sắp xếp bàn thờ gia tiên thì chú ý đặt đèn này ở giữa bàn thờ, phải đặt trên khám thờ, quan niệm cho rằng thì đèn này phải luôn cháy sáng. Lưu ý là nên chẹn, chọn đèn vừa sáng vừa đủ, có màu đỏ hoặc là vàng yếu, không nên sáng chói. 5, bộ đỉnh hương thì thường sẽ có lư đồng ở trung tâm kèm với hai nến ở hai bên. Bộ phận này thì giúp không gian thờ cúng thêm thẩm mỹ, sang trọng. Tuy nhiên thì không có cũng không sao. 6 là bình hoa và mâm quả. Cách sắp xếp bàn thờ gia tiên thì từ khi nhìn từ ngoài vào thì bình hoa sẽ đặt bên phải, còn mâm ngũ quả sẽ đặt bên trái của bàn thờ. 7. Cặp chân nến hay còn gọi là đèn lưỡng nghi thì thường bằng đồng và đặt ở hai bên bát hương phía trước ngai thờ. 8. Bát hương thì là một bộ phận quan trọng vì đó là nơi chủ yếu thắp nhang tưởng nhớ người đi trước và thường đặt một bát hương để ở giữa bàn thờ. 9. Chén nước thì thường được đựng rượu hoặc nước, thường đặt ở ngoài cùng của bàn thờ là trước bát hương những điều tối kỵ trong cách sắp xếp bàn thờ gia tiên ngày Tết. Khi để biết cách bài trí bàn thờ trong không gian nhà thì một trong những việc cực kỳ quan trọng của bạn cần phải lưu ý khi dọn dẹp và trang trí dưới đây. Một bàn thờ gia tiên thì nên đặt ở vị trí yên tĩnh. Cách sắp xếp bàn thờ gia tiên thì nên đặt hẳn ở phòng thờ riêng hoặc đặt ở tầng cao nhất trong nhà. Vì không gian thiêng liêng của bàn thờ mà bạn không nên kê đặt ở gần nhà tắm, nhà vệ sinh hoặc những không gian dễ bội bẩn Đồng thời cũng kiêng đặt bàn thờ ở phía dưới nhà vệ sinh nếu có nhà nhiều lầu. Cách sắp xếp bàn thờ gia tiên thì cần tránh đặt theo bàn thờ theo hướng của cửa ra vào hoặc là cửa sổ vì nó sẽ làm tổn thất hao khí, hạn chế may mắn của chủ nhà. Đối với nhà nhỏ thì có thể đặt bàn thờ hướng trực tiếp ra lối đi nên che rèm để tách biệt với không gian thờ cúng. Không đặt bàn thờ ở trước hoặc nhìn thẳng về phía phòng ngủ vì như vậy sẽ mang ý nghĩa bất kính với tổ tiên. Không đặt gương phản chiếu trước bàn thờ và hy vọng với những hướng dẫn tỉ mỉ, chi tiết, cụ thể và cách sắp xếp thời bàn thờ gia tiên thì sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về phong tục thờ cúng của người Việt Nam. Từ đó giúp cho bạn có một quá trình xuân sẻ và luôn được thần linh tổ tiên phù hộ chứng giám. Các bạn yêu quý thì hãy nhớ like và đăng ký kênh của Đồ Gỗ Tùng Tám để ủng hộ chúng tôi ra thêm nhiều video mới. Xin chào các bạn.